Trung tâm nha khoa Tully & King do bác sĩ nha khoa Mai Huy điều hành từ hơn 20 năm qua đã phục vụ bệnh nhân từ người lớn đến trẻ em khó tính nhất, đã được sự khen ngợi của rất nhiều bệnh nhân đến điều trị. Thank you for fixing my children's teeth. I'm so appreciate because you know you're so nice doctor and my four children is I bring over here for the ugly teeth now is okay now. Phòng khám với máy móc tối tân hiện đại, nha cụ được khử trùng, phòng mạch sử dụng digital X-ray giảm phóng xạ tối đa cho bệnh nhân. Bác sĩ Mai Huy chuyên về nha khoa tổng quát, gia đình, trẻ em và đặc biệt nha khoa thẩm mỹ tẩy trắng răng, phục hồi răng rứt mẻ, bọc răng bằng porcelain. Từ nay cho đến hết tháng 9, implant chỉ có 900 đồng, niềng răng 2.500 đồng. Phòng mạch bác sĩ nha khoa Mai Huy tại 1661 Tully Road, San Jose, bên cạnh Hương Lan Sandwich, điện thoại 408 929 1661.